Xin chào các bạn, các bạn ơi. Ở đây mình đang có một bát sữa này và ba chú mèo con nhà mình nha. Đấy, mèo con này. Ba chú mèo con này. Đây là một chú mèo đen. Đây là một chú mèo đen trắng. Ồ, bạn này có vẻ gầy nhất trong ba anh chị em nhỉ? Ừ. Này, mình sẽ bế lên cho các bạn nhìn rõ nha. Đấy, đây một bạn mèo đen này. Xinh chưa các bạn ơi? Nheo, nheo. Rồi. Cam bé. Đây, cam bé. Đây, bạn cam. Đấy, các bạn ơi, bạn cam bế một bạn mèo này. Một bạn mèo màu trắng. Ô, mắt bạn ấy đang bị đau các bạn ơi. Chúng mình sẽ phải nhỏ thuốc mắt cho các bạn ấy thôi. Nheo, nheo. Ôi, bạn mèo vàng nhà mình đây rồi các bạn ơi. Mèo vàng này nhà mình mới mua đấy. Ui, dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ cho mèo của mình ăn sữa nha. Ngày nào mình cũng phải cho mèo nhà mình ăn sữa đấy các bạn ơi. À, bạn mèo của nhà mình đang ăn sữa này các bạn ơi. Wow. Bạn mèo uống hết rồi này. Mèo ngon quá. Wow, bạn mèo dễ thương quá các bạn ơi. Nào uống sữa nữa nào. Mèo mèo ngon rồi ta không uống nữa đâu. Nào. Nhâm nhâm. Ơ, bạn mèo bị làm sao đấy, không uống nữa à? Ăn đi mèo, ăn đi nào, mâm 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 mâm. Đây các bạn ơi, đây bạn chó nhà mình đây này. Hôm nay mình sẽ cho chó ăn kẹo nha, nhìn này. Bùm, wow, các bạn đố bạn biết đây gì đây? Bánh gì đây, hamburger. Thử xem chó mình có thích ăn không nhá. Nào, chó đứng lên đây. Đấy. Ui dồi ôi, ui, ui. Nào, mâm mâm nào. Ui. Chó này bạn bên bạn. Nào, mâm mâm. Mâm mâm. Ui, kẹo ngon quá. Wow, kẹo hamburger ngon quá. Ngon quá. Đấy. Ngoan ngoan. Bạn chó mình đang ăn rồi này các bạn ơi.